Rồi thì mấy mấy bạn tổ trưởng điểm danh dùm thầy xin chưa ta? Tổ 1 ơi. Thầy. Tổ 1 sao rồi em? Dạ tổ 1 đủ. Ok, cảm ơn em. Hôm nay ngày 30 không ta? Ngày 30. Tổ 1 đủ. Tổ 2. Tổ 2 vắng bạn Khải. Vấn bằng Khải số mấy cho em? À, bạn Khải số 13. Rồi, ok em. Tổ 3 em ơi. Dạ, vắng bạn ông Nhi. Ông Nhi Tổ 3 bạn Nhi phải không? như thầy, tại lớp ba Nhi ạ. Cái gì Nhi? Dạ, Âu Ngọc Yến Nhi. À, Âu. Số mấy em biết không? Dạ, hình như là 23. Số 3 hả? Số 23 có ai trong lớp có số 23 không? Khải vô anh nè. Rồi tổ 4 em ơi. Dạ tao bấm đổ mày ơi. Tổ 4 đủ. Tổ 5. Tao năm đủ mày ơi. Rồi vậy là chỉ nhắn có bạn Âu Nhi thôi. Âu Nhi. Số 23. 17, 18, 19, 20. 21 là bạn nào vậy ta? Dạ em. Có 21 rồi ha. Rồi vậy 23. Rồi vậy là 23 không có. Rồi 21 còn nguyên. Rồi vậy là thê dán bạn Âu Nhi. Rồi thôi đủ luôn bạn vào rồi. Nha. Rồi thôi lớp đủ rồi chúng ta bắt đầu luôn nha. Rồi các bạn có để tập sách trước mặt chưa? Lấy tập sách ra nha các bạn. Rồi cái phần nào mà thầy kêu ghi thì các em ghi. Còn cái phần nào mà các em cảm thấy nó quan trọng, thấy hay, thầy nói mà thầy không có chiếu thì các em cứ ghi thoải mái. Cuốn tập là của các em nha. Bài vở thì mình với cái nội dung là đúng thôi, còn không có quan trọng là các em ghi gì trong đó. Nhớ là ghi những cái gì thầy nói ra thì các em có thể ghi bất kỳ cái gì hoặc là những cái gì thầy chiếu ra ha. Những cái gì thầy chiếu là cần thiết để các em ghi vào 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 vở, còn những cái gì thầy nói các em có thể ghi bổ sung ha. Mình trình bày cũng tập mình sao cũng được, đó là quyền của các em nha. Rồi thì hôm nay quên thì chưa chia sẻ. Lớp thấy thấy cái màn hình chia sẻ của thầy chưa nào? Alo. Dạ rồi. À. Thầy hỏi thì nhắc lại lần nữa nha, thầy hỏi thì lớp trưởng với bốn bạn tổ trưởng trả lời, thầy nhấn mic trả lời một lượt cũng không sao hết. Năm sáu bạn không đến nỗi ồn đâu. Rồi thầy hỏi thầy nói chuyện với bạn nào thì bạn đó để mic nói chuyện với thầy luôn ha. Rồi thì hôm nay là chúng ta vào cái bài đầu tiên của cái chương trình lớp 8. Chương trình tin học lớp 8 ha. Nó thuộc về cái phần cái chương 1. Cái chương 1 các em ghi đi, chương 1 lập trình đơn giản. Chương 1 lập trình đơn giản rồi chúng ta mới vào bài 1 ha. Rồi. Tiếp tục là chúng ta vào cái chương trình của bài 1. Bài 1 máy tính và chương trình máy tính. Máy tính và chương trình máy tính. Rồi. Thì các em học nay là lớp 8 rồi thì các em nghe cái từ máy tính này các em quá quen thuộc rồi đúng không? Máy tính. Mình nói tới máy tính là mình không phải nói về cái laptop hay cái PC hay là cái thiết bị nào mà phải dùng bàn phím chuột mới gọi là máy tính.
nha. Máy tính là mình nói chung những cái thiết bị điện tử nha. Đó là những cái thiết bị điện tử, nó là một cái cụm từ để mà nói rất là rộng, chứ không riêng gì nói về laptop hay là máy tính để bàn nha. Rồi chương trình máy tính. Chương trình máy tính là gì? Rồi đó giờ các em cũng có nghe, thế nào các em cũng có nghe chương trình máy tính rồi. Vậy thì có bạn nào biết hiểu chương trình máy tính là gì? Đâu bạn nào hiểu được cứ bật mic trả lời giùm thầy. Có bạn nào cho thầy biết là chương trình máy tính là gì không? Theo các em hiểu, hiểu như thế nào cũng được cả. Thầy, chương trình máy tính là được lập ra để cho máy tính nó chạy. À, được viết ra để cho máy tính nó chạy đúng không? Thì theo em hiểu là vậy ha. Thì bạn nghĩ như vậy là cũng khá đúng đó các em. Chương trình máy tính là người ta viết ra để cho cái máy tính nó làm theo những cái câu mà mình viết đó, những cái câu lệnh mà mình viết ra đó, mình viết mình yêu cầu nó làm cái gì thì nó sẽ làm cái đó nha. Thì ví dụ như em khi mà em mới sanh ra cho tới lớn lên em có biết nấu cơm không? À, thì chắc chắn là em không biết nấu cơm rồi đúng không? Vậy thì thầy gọi một bạn coi. Thí Huyền. Dạ. Rồi, khi mà ví dụ như hồi mà lần đầu tiên em nấu cơm á, em có biết nấu Dạ không. không? Rồi, vậy thì khi nào thì em biết nấu? Dạ, thưa thầy là dưới sự hướng dẫn của mẹ. À, tức là mẹ sẽ chỉ em đúng không? Mẹ sẽ chỉ từng bước. Rồi ví dụ như mẹ chỉ từng bước như thế nào, em nói thử sơ sơ vài bước cho thầy nghe coi. Việc Thưa đâu? Bước thầy 1. là Rồi, bước 1 là vo gạo. Bước 2. hai là đổ nước, Rồi, bước 3. bước ba là tắm điện và bấm nút nồi cơm. À, rồi vậy là em nấu được cơm điện luôn ha. Rồi thì đó là các cái bước mà mẹ chỉ dẫn cho em để mà việc em nấu cơm. Thì từ khi mẹ chỉ thì từ đó trở về sau mẹ chỉ bảo là nấu cơm là em sẽ biết em làm theo bước 1, bước 2, bước 3 đúng không các bạn? Thì lúc đó là coi như thầy giả sử như cái trường hợp đó là mẹ đang viết một cái chương trình, mẹ viết một cái chương trình gồm có 3 bước, bước 1, bước 2, bước 3, và mẹ sẽ đưa cái chương trình đó cho em và em bản thân em đóng vai trò là một cái máy tính, em chưa biết gì cả. Nhưng mà từ cái lúc mà mẹ em viết cái chương trình ra, tức là mẹ lập ra ba cái bước ha, là bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì, và đặt cái tên đó là nấu cơm, thì từ lúc đó trở đi em đã được mẹ viết một cái chương trình để mà hướng dẫn em nấu cơm. Mẹ chỉ cần nói nấu cơm là em biết là em sẽ làm được ba cái việc đó, ba cái bước đó đúng không các bạn? Giả sử như mẹ chỉ mới hướng dẫn em nấu cơm mà mẹ kêu em giặt đồ thì em biết không? Không cách nào em biết được. Vậy thì bây giờ em muốn biết được cái việc giặt đồ thì em phải làm sao? Có phải là em phải nhờ mẹ viết một cái chương trình ha, là mẹ lập ra một cái các cái bước, bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6 gì đó. Em chỉ việc làm 1 2 3 4 5 6 em sẽ giặt được cái thao đồ đó. Và từ đó trở về sau mẹ chỉ kêu giặt đồ là em đã biết được là em phải biết là làm được 1 2 4 5 6 bước đó, đúng không nào? Thì cái đó tương tự như là mẹ các em viết một cái chương trình máy tính và em chính là bản thân cái máy tính. Hoàn toàn lúc mà mới các em mới lớn lên là em như cái máy tính chả biết gì cả. Nhưng mà từ khi mẹ đã viết chương trình rồi thì em sẽ dựa vào những cái chương trình đó em làm theo những cái việc đó là chắc chắn em sẽ làm được cái công việc mà mẹ muốn, đúng không nào? Rồi thì đó là này nói sơ sơ về cái việc là máy tính và chương trình máy tính ha. Thì con người ra lệnh cho máy tính như thế nào? Ví dụ trạng, các em ghi đi, các em đánh dấu sao con người ra lệnh cho máy tính như thế nào? Trạng ơi, Dạ thôi. thì em có sử dụng máy tính lần nào chưa? Dạ có rồi. À, bây giờ ví dụ như em muốn ra lệnh cho cái máy tính tắt, ví dụ như em đang mở cái trình duyệt cấu trúc đi, bây giờ em muốn ra lệnh cho cái máy tính tắt cái trình duyệt đó thì em ra lệnh cho máy tính như thế nào? Dạ
nó di chuyển con chuột bằng à dấu ích này. à tức là đưa mình di chuyển con chuột đưa vào cái dấu ích đúng không, chứ mình có biểu nó ê mày tắt giùm tao cái máy cái cốc cốc, mình có biểu như vậy được không? Dạ không. À, tức là mình muốn tắt, muốn ra lệnh cho cái máy tính tắt cái đó thì mình chỉ việc là dùng con chuột mình đưa tới dấu ích mình tắt đúng không nào. Rồi các em soạn cái văn bản Word xong các em muốn lưu lại thì em sẽ ra lệnh cho máy tính như thế nào, bạn nào nhớ? Huyền số 12. Huyền ơi, bạn Huyền đâu rồi? Nãy giờ đi đâu vậy em? Thầy Dạ nói em tưởng đâu là bạn Nguyễn Huyền nhưng mà rồi nắm được cái số thứ tự của mình ăn mà thầy kêu rằng mà biết liền nha. Rồi thì câu hỏi thầy mới hỏi đó, ví dụ như em đang soạn thảo văn bản Word, em gõ chữ vào đó, bây giờ em muốn lưu lại thì em ra lệnh cho máy tính như thế nào? bấm vào file sale, Rồi bấm vào file Excel, chứ mình có biểu nó ê bấm mày vào lưu giùm tao cái văn bản này được không, mình có nói bằng tiếng được không? không. Tức là mình phải Dạ ra không. lệnh bằng cách là dùng chuột đúng không nào. Rồi cảm ơn em. Rồi một cái ví dụ nữa. Ví dụ như em muốn gõ cái chữ cái tên của mình lên trên máy thì em ra lệnh cho máy tính bằng cách nào? Linh số 17. Linh ơi, Dạ em không biết. cái gì vậy? Bây giờ em muốn văn bản trên cái trang Word đó mà in ra cái họ tên của mình thì mình làm sao, em không biết là sao. Học Word rồi mà, để mít nói chuyện với thầy không có tắt. Linh, bây giờ em muốn trên cái trang Word á hiện tên của mình ra thì em biểu cái máy tính như thế nào? In họ tên của em ra trên trên trang Word thôi. Em có kêu nó ê mày in giùm tao cái chữ ví dụ như Nguyễn Thanh Hoài, mày có các em có biểu nó là ê mày in cho tao cái chữ Nguyễn Thanh Hoài trên màn hình, mình có ra lệnh cho nó bằng cách đó được Dạ không. không? Mà mình phải làm sao em? Mình muốn trên trang Word xuất hiện chữ Nguyễn Thanh Hoài mình làm sao? Sao vậy? Không biết luôn à. Rồi cảm ơn bạn. Rồi nhờ bạn Lan đi. Vậy là mình nhấn được cái bàn phím. Là mình nhấn cho bàn phím đơn giản vậy thôi mà. Được không Linh? Dạ đâu. Mình chỉ đi đơn giản là mình không thể nào mình ra lệnh nó bằng bằng tiếng nói được mà mình phải nhấn trên bàn phím. Vậy là nãy giờ em ra lệnh cho máy tính bằng chuột với bàn phím ha, đó là những cái thao tác mà mình muốn ra lệnh cho máy tính chứ mình không thể nào mà mình nói chuyện được nha. Tức là chúng ta sẽ nhấp chuột, sử dụng chuột để nhấp vào các cái biểu tượng sale hay này nọ kia rồi đó. Rồi các em ghi đi, dấu sao con người ra lệnh cho máy tính như thế nào thì con người ra lệnh cho máy tính thông qua các cái lệnh nha. Thông qua các lệnh hai chấm, dùng chuột bằng phím. Con người ra điều khiển máy tính thông qua các cái lệnh hai chấm, bằng chuột hoặc bằng bàn phím. Cái đó các em khỏi ghi, nhưng mà khi mà thầy hỏi là các em phải biết nha. Rồi con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều thao tác liên tiếp một cách tự động. Ví dụ như cái gì mà em ra lệnh cho máy tính thực hiện nhiều cái thao tác liên tiếp một cách tự động, rất là nhiều cái thao tác, ví dụ như là em sao chép, em copy, em cut, em di chuyển, tức là em chỉ làm một hành động thôi, còn tất cả những cái việc còn lại là máy tính nó sẽ tự động nó làm nha. Rồi
Rồi chúng ta qua một cái ví dụ các em đánh dấu sau. Một cái ví dụ trong sách giáo khoa trang 6 nha. Thầy mô phỏng lại cái ví dụ này. Viết chưa kịp thì hơi thì trở lại không thầy. Không, thầy không quay lại. Em hiểu như thế nào em ghi cái đó. Không sao cả, bạn cứ hiểu bạn ghi thôi nha. Các em tập cái thói quen là khi mà các em ghi bài, các em hỏi không có đọc nhìn từng chữ trên màn hình mà em ghi vào, mà em phải hiểu, cố gắng em hiểu cái phần lập trình này. Mà nếu các em cứ học vẹt là các em sẽ rất là khó hiểu nha. Cái ý vừa rồi á là cái ý gì đâu, bạn nào nhớ, bạn nào phát biểu lại giùm cho các bạn ghi đây. Phát số 27 đi. Ừ, tên phát nhiều quá em. Rồi em nhớ cái ý vừa rồi là mình đang nói về cái ý gì không em? Là con người ra lệnh cho máy tính không qua lệnh. Rồi, thông qua các lệnh, ví dụ như cái gì? Lệnh bằng con chuột hoặc bằng bằng phím. À, tức là mình ra lệnh bằng chuột và bằng phím, cái đó là quan trọng nhất, cái sau không quan trọng lắm nha. Cái ý vừa trước đó là cái ý quan trọng nhất nha. Rồi cảm ơn bạn. Rồi các em ghi dấu sao ha, ví dụ robot nhặt rác để cho em, các em tranh thủ chứ không các bạn chờ em, cố gắng tranh thủ ha. Thì viết bài cái khi các bạn mấy bạn kia ta viết hết trơn rồi, em lần cơn rồi cuối cùng lại là ghi không kịp rồi, mấy bạn phải chờ các em. Thứ nhất là phải tranh thủ, thứ hai là phải cố gắng hiểu cái câu mà mình ghi vào thì mình coi như là mình đã thuộc bài rồi đó. Rồi ví dụ về robot nhặt rác. Rồi các em nhìn thấy xa cái ví dụ đó trong sách giáo khoa chưa, trang 6 chưa? Rồi thầy mô phỏng lại ha. Thì đó thầy có hình robot nè, rồi mỗi một cái ô là coi như một cái bước đi nha. Thùng rác nó nằm ở đây và miếng rác là cái biểu tượng này đây nha. Vậy thì đây là rác, đây là cái thùng rác ha, còn đây là con robot. Vậy bây giờ mình làm như thế nào để mà mình ra lệnh cho cái máy tính? Cái máy tính này là hoàn toàn nó chưa biết gì cả, nó không biết nhặt rác như thế nào, y chang như là em chưa biết nấu cơm vậy đó. Bây giờ mẹ em sẽ viết một cái chương trình và có bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 để mà em làm theo các bước đó em nấu được nồi cơm. Cũng như con robot này, em sẽ ra 1, 2 bước, 2 bước, 3 bước gì đó để mà nó làm được cái việc là nhặt được miếng rác bỏ vào thùng. Đâu? Một bạn Tân số 30, Tân ơi. Rồi theo em mà bây giờ nè, thầy nói lại nha, con robot ở đây. Bây giờ mỗi một ô là một bước. Vậy thì bây giờ em ra lệnh, em chỉ dẫn cho con robot như thế nào, những cái lệnh như thế nào để mà nó sẽ nhặt được cái miếng rác bỏ vào thùng. Dạ thưa thầy là hãy nhặt rác bắt đầu tiến 3 bước. Gì vậy? Bây giờ nè, nhìn lên cái hình, bây giờ bước đầu tiên em biểu con robot làm cái gì trước? Dạ thầy là tiến 3 bước. À, tiến 3 bước, 1 bước, 2 bước, 3 bước. Rồi, bước thứ hai. Thầy là quay trái tiến 1 bước. À, quay trái tiến 1 bước. Rồi, bước thứ ba. À, quay phải tiến 3 bước. Mình ủa vậy em chưa nhặt rác à? À, nhặt À, mình nhặt phải nhặt ra. ha. Rồi tới bước 4. À, quay phải tiến 3 bước. À, tiến 3 bước chứ trong sách là khác nha. Mình làm theo cái hình này nha, cho thầy cố tình thầy làm khác trong sách. Rồi, tiếp. Quay phải tiến 3 Quay bước xong. trái Quay trái tiến tiến ba bước. tiến 3 bước để mà mình bỏ vào thùng, đúng chưa? Đó là cái việc mà em viết ra những câu lệnh bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, đó chính là một cái chương trình ha. Và sau khi em đã hướng ra được các cái bước đó rồi, em đưa cái đoạn các cái câu lệnh nó vào một cái chương trình, đặt tên nó là hãy nhặt rác. Thì từ đó tới giờ sau em chỉ cần nói hãy nhặt rác là con robot nó sẽ làm mấy cái bước đó và nó sẽ làm được cái việc này. Ừ. Có bạn nói ủa thầy ơi, rồi lỡ miếng rác nó nằm ở chỗ khác rồi sao? Thì đương nhiên là mình sẽ viết một cái chương trình khác. Ừ. Còn ở cái mức độ mà cao hơn để mà con robot làm được nhiều một lệnh, mà con robot được nhiều nhiều việc khác á, thì em phải ra được rất là nhiều lệnh,
Ví dụ như là sau này con robot nó sẽ có cảm biến để mà nó biết được cái nào là rác, cái nào là không, thì tự động đến nhà. Còn này là mình đang ở cái mức độ là một cái chương trình cơ bản nha, thầy mô tả để cho các em hiểu. Muốn ra lệnh cho con robot nhặt rác, mình phải dựa vào tình hình thực tế. Đây, trên cái hình này là mình ra lệnh trực tiếp cho nó, chứ không thể nào mình kêu ê mày nhặt cho tao miếng rác đó bỏ vô cái thùng rác kia ha, mình không thể nào ra lệnh cho nó kiểu đó được ha, mà mình phải viết cái chương trình trước. Cái chương trình đó là các cái bước để làm cái việc ha. Rồi đây, thầy sẽ nhìn vô cái tình hình thực tế và thầy ra được 6 cái bước này. Rồi nó sẽ các bước này khác trong sách nha. Rồi mình xem nha. Bước 1, nó sẽ làm bước 1 tiến 3 bước. Đó. Được chưa? Xong. Nó làm xong bước 1 rồi là nó đã đến đây rồi, giống như mục đích của mình rồi. Bước 2, quay trái tiến 1 bước. Rồi, đúng chưa? Rồi, bước 3 nhặt rác. Đây là cái hành động nó không xuống nhặt rác đấy. Rồi, bước 4, quay phải tiến 3 bước. 1 2 3. Rồi ok chưa? Mình quay phải tiến 3 bước rồi nào, bây giờ mình làm tiếp tục. Quay trái tiến 3 bước, quay trái. 1 2 3. Rồi các em thấy không? Thì khi mà mình quay trái, mình tiến 3 bước thì nó đã đến thùng rác rồi. Vậy thì cái việc tiếp cuối cùng là mình bỏ rác vào thùng ha. Đó là mình đã viết một cái đoạn chương trình, thì các em thấy nè, đây là một cái đoạn chương trình, đây đây là một cái đoạn chương trình. Rồi mình đưa cái đoạn chương trình này vào, mình đặt cho nguyên cái chương trình này là hãy nhặt rác. Thì từ đó trở về sau con robot nó đã được những cái lệnh này rồi, mình viết chương trình rồi, mình đưa cái vào trong bộ não của nó với cái cụm từ là hãy nhặt rác, với những câu lệnh như vậy mình đưa cái bộ vào bộ não nó, thì từ đó trở về sau mình chỉ cần nói hãy nhặt rác là nó lục trong bộ não của nó. Hãy nhặt rác là cái gì, là cái đoạn chương trình nào, trong đó có những câu lệnh nào, là nó sẽ bắt đầu nó làm những cái bước đó và nó sẽ thực hiện được cái công việc ha. Đó, các em hình dung chưa? Rồi các em nghe ví dụ hãy nhặt rác này, các bạn viết giùm thầy cái ví dụ trong sách giáo khoa, các em ghi là hình 1.1. Bây giờ là em không có ghi cho cái hình ở trên 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 máy của thầy nữa, mà em dựa vào cái hình ở trong sách giáo khoa ha. Em sẽ ghi 6 cái bước trong sách giáo khoa. Các bạn hiểu không nè? Không nhìn lên cái bước của thầy thì cũng tương tự thôi. Các cái bước là quan trọng là mình dựa vào cái tình hình thực tế mà mình ra các cái bước đó. Rồi các em ghi là ví dụ robot nhặt rác xuống hàng. Hình 1.1 sách giáo khoa trang 6. Rồi, các em ghi các cái bước theo với cái hình sách giáo khoa trang 6, hình 1.1. Rồi các em ghi các bước đó vào đi. Rồi chưa các bạn? Rồi xuống hàng, các em đánh dưới 6 cái bước đó đó, dưới các cái bước đó đó em đánh dấu mũi tên ra. Rồi thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta ra một từng cái lệnh cụ thể, từng cái lệnh nhỏ nhỏ nhỏ, thì con robot sẽ thực hiện theo từng cái lệnh đó cách dễ dàng hơn nha. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta nói một cái lệnh dài thòn, ví dụ như thầy ra thầy nói có một lệnh mà thầy nói tiến 2 bước, quay trái tiến 1 bước, rồi nhặt rác, rồi quay phải tiến 3 bước, quay trái tiến 2 bước, bỏ rác vào thùng. Mình nói một hơi một lệnh như vậy thì nó rất là khó,
nó vẫn hoàn thành nhưng mà nó rất là khó nha. Thì nên mình chúng ta ra được từng lệnh nhỏ nha. Từng lệnh một thì con robot nó sẽ thực hiện tốt hơn. Các anh đánh dấu mũi tên ra ha. Ra từng lệnh cụ thể đơn giản theo trình tự. Để robot có thể hoàn thành công việc tốt hơn. Rồi. Các em qua phần 1 nhỏ, bây giờ chúng ta vào phần 1 nhỏ. Viết chương trình ra lệnh cho máy tính làm việc. Viết chương trình ra lệnh cho máy tính làm việc. Vậy thì chúng ta viết chương trình là làm cái gì nè? Viết chương trình là làm cái gì? Bây giờ mình muốn để máy tính thực hiện được cái công việc nào đó thì mình phải làm cái gì với cái máy tính? Bây giờ mình muốn cái máy tính làm một cái việc gì đó thì mình phải làm cái gì đây nè? Thơ ơi. Dạ. Bây giờ giả sử như thầy muốn cái máy tính nó thực hiện cái công việc nào đó cho thầy thì thầy phải làm gì, cái gì? Thầy là còn phải thầy nói ha, thầy phải nói cho nó nghe hay là thầy phải làm cái gì? Thầy phải lần lượt thực hiện các cái tức là thầy phải thầy nói là lần lượt thực hiện là nó làm, còn bây giờ là thầy ra lệnh nó như thế nào mà? Là thực hiện ra lệnh nó bằng các cái giải lệnh. Thì phải ra bằng các cái chỉ dẫn nha, bằng các cái giải lệnh để mà nó có thể lần lượt thực hiện các cái lệnh đó để mà hoàn thành công việc, đúng không em? Rồi cảm ơn em. Rồi các em ghi gạch đầu dòng. Để máy tính thực hiện một công việc nào đó Để máy tính thực hiện một công việc nào đó con người đưa cho máy tính các chỉ dẫn thích hợp. Con người đưa cho máy tính các chỉ dẫn thích hợp. Các chỉ dẫn thích hợp ha. Rồi khi mà các mình đã đưa ra các cái chỉ dẫn thích hợp thì máy tính nó sẽ làm. Nó làm như thế nào? Số 34, Thùy. Khi mà mình đã đưa ra các cái chỉ dẫn thích hợp rồi thì cái máy tính nó sẽ làm như thế nào em? Thưa thầy là làm theo cái chỉ dẫn đó. Làm theo các chỉ dẫn đó như thế nào? Nó ví dụ như mình đi bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, nó làm bước 1, bước 6 rồi bước quay lại bước 2, bước 3 được không? Mà nó phải làm như thế nào? Làm theo thứ tự từ 1 đến 6. Đúng rồi em, nó làm theo một cái tuần tự ha. Rồi các em chấm. Máy tính sẽ thực hiện các lệnh một cái tuần tự. Máy tính sẽ thực hiện các lệnh một cái tuần tự. Để hoàn thành công việc. Để hoàn thành công việc. Rồi. Vậy thì qua cái ví dụ robot nhặt rác, qua cái ví dụ thầy hỏi em về quá trình mà em biết nấu cơm, biết giặt đồ. Rồi em rút cho thầy một cái kết luận viết chương trình là gì. Hiểu sao nói vậy? Khoan hả, tham khảo sách giáo khoa bây giờ hiểu ở mức độ là hiểu như thế nào nói như vậy?
Trạng ơi, theo em biết chương trình là gì? Dạ, thầy viết chương trình là mình nghiên cứu nói ra viết không viết câu lệnh để cho máy tính làm theo câu lệnh đó của mình. À, tức là mình viết ra những cái câu lệnh để cho máy tính nó thực hiện đúng không ạ? Viết chương trình, ví dụ như cái trường hợp hồi nãy là thầy đang viết cái chương trình thầy hướng dẫn robot nhặt rác, hoặc là mẹ em đang viết cái chương trình để mà ra lệnh cho em nấu cơm. Đó là những cái viết, là cái việc viết chương trình là vậy ha. Vậy viết chương trình là viết các câu lệnh. Hình như thế nè, viết chương trình là viết các cái câu lệnh. Này. Rồi các em ghi bài đi. Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc. Là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc. Hoặc là giải một cái bài toán cụ thể nha. Hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hoặc là giải bài toán cụ thể. Rồi chưa các bạn? Là mình viết các cái câu lệnh để hướng dẫn máy tính thực hiện công việc ha. Thì cái ví dụ như cái câu này thầy sẽ hỏi viết chương trình là gì, thì em có thể nói vậy rồi xong thầy hỏi viết chương trình là hướng dẫn cái thực hiện, nhưng mà hướng dẫn bằng cái gì nha, hướng dẫn bằng các câu lệnh. Cái này là các em phải hiểu nha. Đó, coi như là khi mà các em viết bài các em phải cố gắng hiểu cái câu này là như thế nào để mà mình coi như là mình học bài trước một lần rồi đó. Rồi vậy thì cái lý do mà mình cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính, tại sao mình phải viết cái chương trình đó? Tại sao mình phải viết chương trình mà mình không thể nào mình ví dụ như cái con cái việc là nhặt rác của con robot nãy đi, bây giờ hỏi là tại sao mình phải viết cái chương trình mình điều khiển con robot nhặt rác? Ví dụ như thầy chưa có không biết chương trình mà thầy kêu nó hãy nhặt rác, vậy theo em, theo các em là con robot nó có làm được cái việc là hãy nhặt rác không? Thầy hỏi chung vậy thì bạn nào trả lời được cứ bật mic lên trả lời giùm thầy ha. Các em hiểu câu hỏi của thầy không? Ví dụ như thầy không biết chương trình mà thầy chỉ yêu cầu con robot thầy ra lệnh cho nó là hãy nhặt rác, vậy nó có làm được không? Ờ, là không. Ví dụ như em chưa biết nấu cơm mà thầy kêu em nấu cơm là em thua rồi, em không cách nào biết được nha. Vậy thì mình phải làm sao? Phải viết chương trình nha. Vậy là một lệnh là không thể nào mình hướng dẫn nó làm được việc hết, mà mình phải viết nhiều lệnh và mình gom nó lại thành một cái chương trình và đặt tên cho chương trình đó. Thì khi mà mình nói cái tên chương trình thì nó sẽ lục ở trong cái trong não của nó đó, trong cái chương trình của nó đó, trong cái não của nó là có cái chương trình tên là ví dụ như tên hãy nhặt rác, thì nó sẽ coi cái chương trình nó có bao nhiêu cái lệnh và nó sẽ thực hiện theo và nó sẽ làm được cái việc đó. Điều khiển máy tính tự động thực hiện các công việc đa dạng phức tạp mà một lệnh đơn giản không đủ để chỉ dẫn. Rồi các em ghi bài đi ha. Tức là để máy tính thực hiện các công việc phức tạp mà mình chỉ dẫn một lệnh đơn giản thì không đủ, không thể nào làm được. Cái chỗ này các em ghi sao ta? Các em có ghi là lý do cần phải biết chương trình nữa, rồi các em mới ghi cái ý ra sao ra nha. Nãy thầy quên nói chỗ đó. Thì cái câu mà mình ghi đó là phải giải thích cho cái câu hỏi trên ha. Vì sao cần phải biết chương trình?
để mà khi mà thầy hỏi thì các em biết, hoặc là các em ghi sao cũng được, nhưng mà thầy hỏi là các em phải biết cái chỗ này, cái câu này là vì sao phải viết chương trình, là em phải trả lời chỗ này. Cái câu này nè, câu này thì viết theo sách vở nó vậy, còn theo các bạn hiểu, các bạn nói sao, các bạn phát biểu lại giùm thầy, một bạn phát biểu lại giùm thầy cái. Trinh số 41. Dạ. Rồi, bây giờ ví dụ như thầy hỏi em là vì sao phải viết chương trình. Rồi em trả lời giùm thầy đi. Hài vì điều khiển máy tính tự động thực hiện các công việc đa dạng và phức tạp mà một lệnh đơn giản không đủ để chỉ dẫn. À, cái câu này là theo sách, theo bây giờ theo tập, theo em ghi. Còn bây giờ em thử em phát biểu ngắn gọn lại cái câu này, em rút gọn là cách dễ hiểu nhất. Tại sao cần phải viết chương trình? Tại sao? Viết chương trình là mình viết nhiều lệnh đúng không? À, vậy mình nói tại sao mình phải viết chương trình? Tại sao các em? Nè, tại vì tại sao Trinh thầy làm dấu anh em nhìn em hiểu không? Trinh ơi, Dạ, em ở đây. em ở đây em nghe, tại thầy hỏi phải không? Tại sao? Có phải là tại một lệnh đơn giản thì không đủ để chỉ dẫn máy tính thực hiện không? Dạ phải. Thì đó, cái câu hỏi của thầy là tại sao mình phải viết chương trình, thì em trả lời là tại vì một lệnh đơn giản không đủ để chỉ dẫn máy tính thực hiện, mà mình phải viết nhiều lệnh thành một cái chương trình ha. Đó là một cái Dạ. cách hiểu bài trong cái ý này. Rồi, cảm ơn em. Rồi, đây là cái phần mà các em qua cái phần 1 này thì các em hiểu được viết chương trình là gì và ra lệnh cho máy tính làm việc như thế nào. Rồi, xong cái phần này, bây giờ thầy hỏi lại một bạn nữa, hỏi lại một lần nữa. Vậy nãy giờ mình chỉ viết chương trình là viết các câu lệnh ha, là hướng dẫn máy tính thực hiện cái gì này nọ kia rồi đó. Bây giờ thầy rút lại, thầy hỏi vậy chương trình máy tính là gì? Chương trình máy tính là gì? Hồi nãy là thầy viết chương trình là viết các lệnh ha, để hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay là giải một bài toán gì đó, đó là viết chương trình. Còn bây giờ thầy hỏi chương trình máy tính là gì? Một bạn trả lời giùm thầy cái. Tường Vi số 43. Dạ À, nghe câu hỏi của thầy không em? thầy. Chương trình máy tính là gì? Chương trình máy tính là những cái lệnh mà mình đặt ra để máy tính thực hiện. Ok, cảm ơn em rất tốt ha. Chương trình máy tính là các cái lệnh mà mình đặt ra để mà máy tính thực hiện theo, đúng không nào? Rồi, cảm ơn em. Rồi, xuống hàng các em đánh dấu sao. Đánh dấu sao. Vậy chương trình máy tính là, ghi ra, các em hiểu, các em ghi ra, bạn mới phát biểu rồi đó. Vậy chương trình máy tính là gì? Một bạn phát biểu lại giùm thầy nè. Toàn. Tại là chương trình máy tính là các câu lệnh giúp tích thực hiện những việc gì đó. Rồi, ok em. Các em có thể ghi bất kỳ cái kiểu cách nào các em ghi, nhưng mà phải đúng cái ý là chương trình máy tính là một dãy các cái câu lệnh ha, mà máy tính, nhưng mà một dãy các lệnh đó như thế nào máy tính phải hiểu và thực hiện được nha. Chứ em đưa ra các cái lệnh mà trên trời quá thì nó không hiểu là thua luôn ha. Hoặc là em viết bằng cái gì đó, em đưa ra cái giải các lệnh mà em nói nó không thể nào nó hiểu được, mà mình phải như thế nào đó nó hiểu và thực hiện được mới là được ha.
Chương trình máy tính là một dải các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Ủa sao có bạn nào mới vào lớp nữa vậy ta? 47. Lớp sĩ số 40. Sĩ số lớp 45. Với thầy là 46. Có ai vào hay nít không vậy? Nè thầy dặn lại nha các bạn, cái linh học của mình các bạn đừng cho các bạn cho những người khác vào nha các bạn. Nhớ đó, các bạn không được cho những bạn khác vào. Cái phần chia sẻ màn hình thầy đã tắt rồi. Khi nào mà thầy có nhu cầu mà cần các em chia sẻ màn hình để hướng dẫn các bạn á thì thầy sẽ bật lên nha. Phương Anh. Phương Anh đã rồi. Rồi các bạn ghi xong ý đó chưa? Rồi bây giờ nè, bây giờ thầy kêu bất kỳ một bạn và thầy hỏi một vài câu hỏi ha. Lộc ơi. Dạ. Bây giờ mình thống kê lại nè. Bây giờ mình muốn cái máy tính thực hiện một cái công việc nào đó, mình phải làm cái gì? Thầy, mình phải đưa ra câu lệnh mà máy tính phải hiểu thực hiện đầy đủ một cái chính xác. Tức là mình phải viết các cái câu lệnh ra mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được, đúng không nè? Rồi, cảm ơn em. Rồi, Lan. Dạ. Lan ơi, em cho thầy biết ơi, tại sao mình phải viết chương trình? Tại sao mình phải viết chương trình? Tại vì mình... Dạ. Tại vì để cho máy tính thực hiện được những yêu cầu của mình. Chưa đúng lắm. Cũng đúng chứ không sai, nhưng mà chưa đúng lắm. Tại sao nãy thầy cũng có hỏi ý này rồi, tại sao mình phải cần viết chương trình? Tại vì khi mà nghiệp tiết sau mình có kiểm tra bài cũ á, thầy sẽ hỏi bất kỳ vậy đó, chứ thầy không có hỏi trong sách. Một nhỏ viết chương trình ra lệnh cho máy tính là gì rồi em đọc từ đầu tới cuối đâu, không có đâu nha. Trong đó có bao nhiêu ý nhỏ thầy sẽ cắt ngang, thầy hỏi bất kỳ một cái câu nào trong cái ý nhỏ đó nha. Lúc mà thầy hỏi thì em phải trả lời xoáy vô ngay cái ý đó nha, chứ tức là cái đòi hỏi các em phải hiểu, chứ các em không phải là học một nhỏ các em đọc hết 10 ý rồi cái thầy hỏi một cái ý nhỏ trong đó thôi các em không biết. Đơn giản là thầy có thể thầy hỏi chừng 2 ý là thầy đã biết em có hiểu bài hay không rồi. Rồi trả lời kỹ rõ hơn cái ý đó giùm thầy, tại sao mình còn phải viết chương trình máy tính? Dạ là để hướng dẫn máy tính thực hiện cái công việc. Để hướng dẫn máy tính thực hiện cái công việc. Để một bài toán cụ thể. Thì đó cũng là một cái ý. Còn cái ý quan trọng nhất, ý quan trọng nhất tại sao? Bạn nào biết? Rồi bạn nào biết giúp bạn đây nè, bật mic lên trả lời giùm thầy luôn. Thầy là điều khiển máy tính tự động thực hiện cái công việc đa dạng và phức tạp. Chưa, cái ý đó vẫn chưa là cái ý quan trọng nhất. Một lệnh đơn giản không đủ để chỉ dẫn. Đúng rồi, tại vì một cái lệnh đơn giản không đủ để chỉ dẫn thực hiện ha. Một lệnh đơn giản không bao giờ đủ để mà chỉ dẫn, mà mình phải viết chương trình ha, để mà có thể chỉ dẫn máy tính thực hiện cái công việc cách hiệu quả hơn ha. Ý quan trọng nhất là một lệnh không đủ để chỉ dẫn, mà mình phải viết chương trình. Để mà mình viết chương trình là viết nhiều lệnh á, thì một lệnh không đủ mà mình viết chương trình để có nhiều lệnh, máy tính nó sẽ thực hiện chính xác hơn, hiệu quả hơn nha. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ ví dụ một bạn, bây giờ giả sử như thầy nhờ một bạn viết một cái chương trình yêu cầu thầy nấu nấu nồi canh chua đi. Bạn nào biết nấu canh chua đâu, rồi viết cho thầy một cái chương trình cái nè. Thầy chưa biết nấu canh chua đó, bây giờ em viết chương trình đi, thầy là cái máy tính ha. Rồi em sẽ viết một cái chương trình để mà yêu cầu thầy nấu cái nồi canh chua coi. Bạn nào biết? Biết không? Có ai nấu canh chua chưa? Có ai biết bật mic trả lời luôn?
đâu bạn nào bạn nữ nào biết nấu canh chua rồi đâu, trời ơi nhà cha mẹ nấu ăn không ha, không biết gì luôn. Vậy nấu mì tôm đi, một bạn biết chương trình nấu mì tôm hướng dẫn thầy nấu mì tôm coi, thầy đó giờ chưa có nấu mì tôm đâu, một bạn nào coi. Như ý, Như ý ơi. Dạ. Đó giờ mẹ nấu mì tôm em ăn không hay là em có nấu không? Dạ có. Rồi em biết một cái chương trình để mà hướng dẫn thầy là nấu gói mì coi. Dạ. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Em cứ bật mic trả lời khỏi công tắc em. Cho thầy nấu mì tôm là bước 1 là... Bột. Được. Rồi quên luôn, quên nấu mì tôm luôn. Dạ nhớ. Thầy bước 1, lấy mì ra tô. Rồi, lấy mì ra tô. Bước 2 là bỏ mấy gia vị vào nước. Bỏ gia vị vào. Bỏ nước luôn. Rồi, bỏ nước luôn. Bước 3, lấy nắp để lại. Rồi, bước 3 lấy nắp để lại. Rồi, bước 4 là ăn đúng không? Dạ. Rồi, bạn có đang nấu không đó? Chắc có tô mì trước mặt luôn hay gì nè. Dạ đâu có đâu. Rồi ha, vậy thì tiết này chúng ta làm quen được cái việc viết chương trình ra lệnh cho máy tính làm việc. Rồi chúng ta sẽ tiết sau chúng ta sẽ qua một cái phần mới ha, là cái phần chương trình và ngôn ngữ lập trình, thì chúng ta sẽ đi xoáy sâu vào cái việc là viết chương trình bằng cái gì ha. Không thể nào mà mình viết chương trình bằng tiếng Pháp, tiếng Campuchia hay là viết chương trình bằng tiếng Việt Nam, mà mình phải viết chương trình bằng cái gì, thì tiết sau chúng ta sẽ làm quen ha. Còn tiết này thì hết giờ, các bạn về các bạn xem lại bài cũ ha, xem lại phần mới, các bạn xem giùm thầy những cái câu hỏi sách giáo khoa, rồi để mà thầy hết bài hết tiết sau thầy sẽ hỏi một vài câu hỏi sách giáo khoa ha, em nghiên cứu trước. Rồi thôi, cảm ơn các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn qua tiết tiếp theo của thầy cô khác đi. Chào, tạm biệt. Rồi tôi chào mình tôi luôn, không ai chào rồi tôi luôn. Chào thầy. Phải vậy chứ, nhắc không à. Dạ. Lớn rồi, lịch sự xíu. Rồi, chào các em ha. Thời gian thực hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.